giữa Moby và Hiệp Hòa ở sân số 2 cũng đang diễn ra với một tốc độ cao và một thế trận hấp dẫn. Ở lượt đấu đầu tiên thì đã có những kết quả hòa cân bằng. Các hậu vệ gồm có Đàm Tiến Dũng, Văn Tuyến và Bá Mạnh, các tiền vệ là Công Đức. Đội hình của Nguyễn Trãi gồm có thủ môn Trần Công Hải, Hải Móm. Các trung vệ gồm có Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Hữu Lam và Trần Ngọc Anh. Và những đội bóng như Hiệp Hòa, Bobby thì đang có được 6 điểm. Nếu như Nguyễn Trãi có được 3 điểm thì họ sẽ cùng gia nhập top này với các đội bóng như Văn Minh, Bobby và Hiệp Hòa. Đứng trước bóng lúc này đang là Phú Đạo và Đàm Tiến Dũng. Đàm Tiến Dũng là một người có khả năng sút phạt rất tốt. Cú ra chân cực mạnh. Hàng rào 3 người. Dũng Bầm vẫn biết cách thực hiện cú cớ lòng lượn qua hàng rào để hướng về phía cầu môn của Hải Móm. Vẫn là Văn Thuận. Nguy hiểm. Một lần nữa Minh Đức lại không thành công với pha đánh đầu của mình. Đây là một cái tên rất quen thuộc. Nguyễn Trọng Đại, bản hợp đồng mới vô cùng ấn tượng của Tuấn Sơn ở giai đoạn 2. Trọng Đại cũng đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Tùng Anh, nhưng câu lạc bộ của anh đã không thể vượt qua được. Nguy hiểm. Pha xử lý xuất sắc của Quang Việt, một trung phong hàng đầu phổi Hà Nội ở thời điểm hiện tại. Đấu bên sân số 2 cũng vẫn đang căng thẳng và bên này cũng tương tự như vậy. Nguy hiểm. Cú đá nối rất hay của Văn Thuận, cú đá bằng chân trái. Nguy hiểm. Đã có bàn thắng cho các cầu thủ Nguyễn Trãi, đó là pha ghi bàn xuất sắc của Minh Đức. Một cú đá rất bất ngờ của Minh Đức đã xuyên qua cả một hệ thống phòng ngự, các trung vệ lẫn thủ môn Hữu Minh. Đấu Hoàng Mai. Cú ra chân rất nhanh và người đã che khuất tầm nhìn của Minh Béo là Trịnh Quang Vinh. Pha bóng quá nhanh và bất ngờ khiến cho Hữu Minh không kịp phản xạ. Và bóng đã lọt qua khe chân của anh và đi thẳng vào lưới. Sơn đang sử dụng rất nhiều những đường truyền trực diện lên cho Việt Hải Dương. Văn Hiệp, 2-2. Không được. Vẫn còn. Nguy hiểm. 2-0 cho cầu thủ Tuấn Nguyễn Trãi. Và đó là bàn thắng của Tuấn Điếc từ nỗ lực của Văn Hiệp. Vinh đã hơi chần chừ và để cho Hiệp thoát đi một cách vô cùng dễ dàng. Và khi đã đưa được trái bóng về trong thì trước mắt Tuấn Điếc chỉ là một khung thành vô cùng trống trải. 2-0 cho Nguyễn Trãi. Trọng Đại làm khả năng có thể tung ra những cú đá rất căng. Hải Móm đã xuất sắc cứu thua rõ rệt ở mùa giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại pha cản phá xuất thần của Hải Móm. Cú đá đi vào góc cực kỳ khó. Trọng Đại, nguy hiểm, chính xác, đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đó là một tình huống phối hợp rất tốt của các cầu thủ Tuấn Sơn. Và Trọng Đại đã có một pha ra chân hoàn hảo. Pha ra chân cực kỳ chính xác của Trọng Đại. Cú biết lòng trong cơ bản. Tiếp tục là cơ hội của Trọng Đại. Rất tiếc là cú đá này thì lại đi ra ngoài. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã nổi còi kết thúc trận đấu cuộc đấu giữa Nguyễn Trãi và Tuấn Sơn. Đội bóng của Văn Thuận, Hải Móm đã xuất sắc vượt qua đội bóng đến từ Hà Giang với tỷ số 2-1 nhờ những bàn thắng của Minh Đức và Tuấn Điếc. Tuấn Sơn đã thi đấu rất hay ở hiệp 2 và những phút cuối cùng